Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này là phần tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan thuộc Bộ chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Theo đó, thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan của ngành giáo dục và đào tạo, lực lượng công an để đảm bảo việc vận chuyển đề thi, bài thi được an toàn tuyệt đối, huy động tối đa phương tiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của thí sinh, người nhà thí sinh và giải quyết kịp thời các sự cố ùn tắc giao thông. Không để thí sinh đến dự thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển, ùn tắc giao thông gây ra. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 7890 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông với xe đưa đón học sinh. Ủy ban Nhân dân giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình kiểm tra số lượng học sinh khi lên xe và rời xe. Phối hợp với hội phụ huynh, làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe. Tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra gần 10.430 vụ tai nạn giao thông, khiến trên 4.400 người chết, gần 4.730 người bị thương và 3.500 người bị thương nhẹ. Bình quân một ngày, trong 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông, làm 29 người chết, 31 người bị thương và 23 người bị thương nhẹ. Nếu so với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 20%, số người chết giảm 12,2%, số người bị thương tăng 28,9% và số người bị thương nhẹ tăng 75,8%. Thưa quý vị, vạch kẻ đường là một dạng biển báo hiệu nhằm hướng dẫn điều khiển người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường theo quy định của luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên hiện nay, hệ thống vạch kẻ đường trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh đã không còn hoặc bị mờ, thậm chí sai quy chuẩn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng vấn đề lưu thông của người dân cũng như áp dụng xử phạt phương tiện vi phạm. Quy chuẩn 41 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải vạch kẻ đường giao thông màu vàng sử dụng phân biệt làn ngược chiều, vạch trắng dùng tách làn cùng chiều. Tuy nhiên, trên đoạn đường Hạ Long, đoạn từ Bãi Dứa đến Mũi Nghinh Phong vẫn sử dụng vạch màu trắng để phân chia hai làn đường ngược chiều. Điều này gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là du khách khi đi qua đường này. Thật sự là nếu mà thực sự đến chuyên nghiệp họ cũng mới lấn cấn, tại vì nguyên tắc cái đó là đường hai chiều. Nhưng mà họ vẽ như vậy là nó như ta hiểu dầm là đường một chiều, nên rất là nguy hiểm. Nên là cái đó là mình phải, cơ quan chức năng phải cải thiện lại để cho nó rõ ràng cho người tham gia giao thông họ dễ dàng phân biệt. Theo như quy định ấy, thì là vạch vàng để phân biệt cái làn đường hai xe đi ngược chiều nhau. Còn cái vạch trắng ấy thì để cùng chiều. Nhưng mà ở đây cái chỗ này thì người ta kể như vậy thì mình thấy vậy thôi. Nhưng mà mọi người đi thì vẫn thấy đi, nhưng mà ví dụ thoáng ấy thì người ta vẫn vượt được. Hoặc là cái vạch kia thì... Vẫn người ta vẫn đi bình thường, cũng không rõ mấy. Người dân chúng ta khi tham gia giao thông thì cần xác định cái vấn đề như sau này. Đó là cái vạch kẻ đường chỉ có hai màu sắc, đó là màu vàng và màu trắng. Màu vàng là để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau, hay là vạch tim đường bố trí trên đường hai chiều. Như vậy khi chúng ta lưu thông trên đường hai chiều mà thấy vạch vàng, xác định đó là đường hai chiều, vạch tim đường, vạch nứt đứt thì ta được là đè vạch lẫn vạch di chuyển khi đảm bảo an toàn ta được vượt chẳng hạn, còn vạch nét liền là không được phép. Còn vạch trắng để phân chia các làn xe chạy cùng chiều, nhưng hiện giờ có một số ở địa phương đang tồn tại cái vạch trắng
vạch trắng, mà vạch trắng đó là theo quy chuẩn cũ, còn từ quy chuẩn 41 năm 2016 và bây giờ là quy chuẩn 41 năm 2019 là vạch tim đường phải là vạch vàng trên đường hai chiều, rộng vạch rộng 15 cm. Đó. Như vậy khi người dân tham gia thấy cái vạch vàng là xác định rằng à đây là đường hai chiều. Nhưng nếu trường hợp chúng ta trên đường hai chiều đó mà bố trí vạch trắng là vạch tim đường, vô tình người dân hiểu nhầm, tưởng đó là đường một chiều. Đó. Bởi vì phân chia các làn xe chạy cùng chiều màu trắng thì người ta đi lấn sang bên trái đường có thể là nguy hiểm. Đó, hoặc khi vi phạm thì có thể là họ lại người chưa chắc là phải là có lỗi. Bởi vì họ đang hiểu theo quy chuẩn là vạch trắng là phân chia cùng chiều thì tôi đi bên trái là vẫn đi cùng chiều. Đó, như vậy thì cần phải xác định rõ là vạch màu trắng và vạch màu vàng và cùng bố trí để hợp lý để người dân dễ hiểu và xác định được tham gia giao thông cho an toàn. Ghi nhận thực tế, trên địa bàn thành phố Bà Rịa, trên nhiều tuyến đường, hệ thống vạch kẻ phân làn đường, phân bì mờ. Nguyên nhân là do nhiều đoạn trước đây được sửa chữa, nâng cấp hoặc trong quá trình thi công hệ thống thoát nước nhưng không được kẻ vạch lại như cũ. Cũng có nhiều đoạn đường khá lâu nhưng không kẻ lại, dẫn đến vạch kẻ bị mờ. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng, đặc biệt vào các giờ cao điểm, nên vai trò tác dụng của hệ thống vạch kẻ đường càng trở nên quan trọng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến đường tập trung đông người, nhiều phương tiện qua lại. Không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề lưu thông, việc vạch kẻ đường bị mờ cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý các hành vi vi phạm của phương tiện. Đề nghị cơ quan chức năng kẻ lại vạch kẻ đường để thuận lợi cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, từ lâu việc bật đèn chiếu xa vô tội vạ khi tham gia giao thông trong đô thị, ngõ ngách, trên đường cao tốc, các tuyến đường lớn nhỏ đã trở thành ác mộng với rất nhiều người. Không những gây bức xúc mà nguy hiểm hơn khi nhiều vụ tai nạn va chạm giao thông xảy ra do đèn chiếu xa gây lóa mắt dẫn tới lạc tay lái. Đèn pha, đèn chiếu xa là một bộ phận quan trọng trên phương tiện giao thông, giúp người lái có tầm nhìn dài, dễ dàng kiểm soát tình hình, quan sát tốt hơn khi tham gia giao thông vào đêm tối. Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông vẫn chưa nắm rõ quy định về việc sử dụng đèn chiếu xa và thói quen bật đèn chiếu xa một cách vô tội vạ khi tham gia giao thông. Khi người đi ngược chiều khó chịu bởi ánh sáng quá mạnh của đèn chiếu xa làm giảm tầm nhìn, gây lóa mắt, có thể khiến người đi ngược chiều bị mất phương hướng, dẫn đến bị ngã xe hoặc va chạm với xe khác. Té luôn á chứ. Nó ngược chiều mà nó pha mặt mình là mình té luôn á. Đèn ba vô rất khó chịu, lóa mắt, nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều khi mấy xe hơi nè, chạy ngược chiều lại gọi ngay mặt không thấy đường luôn. Mình đi trong nội thành đồ này nọ thì mình nên có đèn để đảm bảo cho những người khác nữa. Nên cái quan trọng là cái ý thức của người dân, người ta đi xe luôn phải tuân thủ theo cái quy định, không được pha đèn, chói đèn cho người khác. Tình trạng sử dụng đèn pha còn trở nên báo động, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Khi thời gian qua, có nhiều chủ xe còn độ chế thêm đèn LED, đèn xenon lên xe của mình. Gặp trường hợp này, khi lưu thông vào ban đêm sẽ khiến người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều gần như bị mù tạm thời do cường độ ánh sáng lớn khiến mắt lóa, mất phương hướng, dẫn đến nguy cơ tai nạn, va chạm giao thông tăng cao. Theo Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 năm 2021, ngày 28 tháng 12 năm 2021. Người điều khiển ô tô có hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư hoặc khi tránh xe đi ngược chiều bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Hành vi lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu đèn lắp thêm, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Người điều khiển xe mô tô, gắn máy có hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư hoặc khi tránh xe đi ngược chiều, bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
nếu gây tai nạn giao thông còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Hành vi lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thưa quý vị, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trình tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã có điều chỉnh bổ sung liên quan quy định về đèn vàng. Theo dự thảo quy định trên, khi có tín hiệu đèn vàng, tài xế phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà có tín hiệu đèn vàng thì được đi tiếp. Trường hợp đèn vàng nhấp nháy, tài xế được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các xe khác theo quy định. Như vậy, so với dự thảo trình Quốc hội, dự thảo trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 34 vừa qua đã có sự thay đổi theo hướng kế thừa luật giao thông đường bộ hiện hành. Trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội ngày 22 tháng 5 ở đợt 1 của kỳ họp thứ 7 quy định, khi có tín hiệu đèn vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Quy định đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Cái đó là phải cấm rồi, bởi vì đấy là báo hiệu cho mình biết là chuẩn bị mà. Tức là đèn xanh nhá, hết đèn xanh thì bắt đầu là đến đèn vàng đúng không? Đèn vàng họ nhấp nháy để báo hiệu rằng là sắp tới đèn đỏ rồi đó, thì họ phải dừng trước. Chứ nếu không có cái đèn vàng đó thì nó đèn đỏ ngay, người ta bất chợt bục một cái là tới đèn đỏ ngay là nó khó chịu, nó khó dừng. Thế phải có đèn vàng để báo hiệu, tức là có vài giây để báo hiệu, cảnh báo trước sau đó mới dừng. Chứ nếu anh vượt đèn vàng là anh vi phạm rồi. Lúc mà mình tiếp xúc đèn vàng mà lúc mà đã bánh xe đã qua vạch thì mình có quyền vượt, còn lại là lúc mà mình thấy đèn vàng thì mình phải dừng lại. Đèn vàng nó có cái báo hiệu cho mình phải dừng chậm lại để chuẩn bị qua một cái đèn đỏ. Đèn vàng thì cũng phạt đó chị, theo em là như vậy. Tại vì nó đã chuẩn bị rồi mà chúng ta còn cố gắng để vượt qua nữa thì đó là sai phạm. Nên cấm. Tại vì đèn vàng đã là cái sự chuẩn bị cho chúng ta để dừng lại trong sự an toàn cho cái người kế tiếp họ, một cái lane khác họ đi thì buộc nó phải dừng lại. Đối với những cái đèn tín hiệu giao thông mà nó có số, hiển thị số, thì khi mà gần tới khi mà đèn đỏ gần hết thì mình biết là đèn vàng thì mình sẽ chạy chậm lại. Còn mà đối với những tín hiệu mà nó không có số, không hiển thị số thì tới đó thì mình cũng theo kinh nghiệm thì mình chạy chậm lại, để nhiều khi có đèn hiện đèn vàng lên là mình phải ngừng lại, rồi bây giờ không được vượt đèn vàng. Đèn vàng phải có cái tín hiệu, có cái dây để người dân họ biết là khi đó họ ngừng lại được. Còn mình chạy tới đang ở đèn xanh mà tự nhảy qua đèn vàng thì mình đâu có dừng lại kịp. Trước đó, tại thời điểm năm 2016, tiếp đó là năm 2018, khi Nghị định 46 năm 2016 tăng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn báo hiệu giao thông lên mức từ 1,2 đến 2 triệu đồng một lần. Cùng với việc cảnh sát giao thông tăng cường phạt lỗi vượt đèn vàng đã tạo ra cuộc tranh luận gay gắt về phạt lỗi vi phạm này. Cần làm gì khi gặp đèn vàng? Khi tham gia giao thông, tất cả chúng ta đều biết đèn giao thông cho tín hiệu xanh, tức là được đi, còn tín hiệu đỏ, tức là cấm đi. Tuy nhiên, đối với đèn vàng, nhiều người còn chưa hiểu rõ cách xử lý và thậm chí hiểu lầm về mục đích của tín hiệu đèn này. Theo Công ước viên 1968, Công ước Quốc tế về Giao thông Đường bộ, Việt Nam là thành viên tham gia ký kết. Khi gặp đèn vàng, phương tiện phải dừng lại, trừ trường hợp bạn đã vượt qua vạch dừng hoặc tới quá gần vạch dừng, đèn vàng mới bật lên, sẽ được đi tiếp. Điều này có thể hiểu đèn vàng không phải báo hiệu bắt buộc phương tiện phải dừng. Đèn vàng là tín hiệu cảnh báo, nhắc người lái xe giảm tốc độ và chuẩn bị dừng khi đèn chuyển sang màu đỏ. Khi gặp đèn vàng, người tham gia giao thông phải thận trọng và phán đoán tốt nhất khi đến gần giao lộ có đèn vàng. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng tuân theo cảnh báo này. Nhiều người tham gia chủ quan và vượt đèn vàng, tức đã vi phạm pháp luật và không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông. Đối với những trường hợp này, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt cụ thể cho từng đối tượng khi vi phạm. Chuyên mục An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.